Anh em nào muốn làm giàu lên ngay còn cái nịt chấm mi. Hệ thống chặn lẻ Momo tự động 24/7. Nhiều mini game trả thưởng cực cao. Đường link mình ghim dưới phần mô tả nha. Dâu dâu dâu, bà con sâu, chào mừng năm sau anh em đã quay trở lại cùng với em Mezi trong C bình luận PKL Server. Ngày hôm nay các bạn đừng nhìn thấy em Mezi Phạc Kè. Vâng, tại vì sao vậy? Vì trong những cái buổi livestream thì dạo này anh em bắt chơi server US nhiều quá, khi là lại mang em Minji chính hãng với cả em Minji hàng nhái ra để chơi rồi, nên là bây giờ chỉ còn mỗi em Minji Fake mà thôi, đúng không? Cái điều này anh em cũng phải thông cảm, và chúng ta sẽ có chế độ 100% độc chiêu đến từ server US nha anh em nhá. Và đừng quên cái series bình luận Fake server này của em Minji nó diễn ra vào 3 khung giờ hàng ngày, đó là 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Như mình đã nói sẽ chia sẻ với các bạn nhớ về ủng hộ mình nhá. Đấy, 3 khung giờ này nói đi nói lại rồi mà anh em vẫn không nhớ nữa thì chịu đấy, đúng không? Và hãy comment nhiệt tình khen em Minji sau những clip mà đánh hay. Ở đây tôi phải nhắc mới được, đúng không? Sau những trận đấu hay thì tôi phải nhắc xem là có ông nào lại comment thật sự hay không, đúng không? Hay là có ông lại xem theo cái kiểu highlight thì bỏ mẹ. Rất nhiều ông hay xem đấy kiểu cứ từ chất 15 mới xem, không thì thôi không xem. Tôi rất buồn vì điều đấy, đúng không? Anh em phải theo dõi cả một cái quá trình mới biết được mức độ khủng khiếp của Amenzi là như thế nào. Titan Slim đến từ server 68 nha anh em nhá. Chế độ độc chiêu VC à? Khó nha, khó lựa chọn này. Về cơ bản để mình lựa chọn kèo này cũng khó ấy. Mẹ bây giờ mà cầm Kula với cả giáp thì cũng mệt, mà cầm Versailles thì cũng mệt, để nó cầm giáp thì cũng mệt. Cầm Versailles với cả giáp đi nhỉ. Bỏ Kula, cho nó cầm Kula. Kula một khiên một giáp one two. Khó đấy mẹ, thật sự các bạn, game đấu này chưa vào đã cảm giác đau đầu. US thì nhiều kèo nó cân cân thì đau đầu, nhưng nhiều kèo lệch thì nó lại dễ thở anh em. Kèo này thật sự các bạn là nó đau đầu ấy, không đơn giản đâu. Kèo này nó là đau đầu đấy. DC là bị xích và bị đốt thì DC cũng chết. Cầm mấy con hàng hiệu ứng trong hiệu ứng này đi. Xem nào, Versailles đầu, Versailles giáp với cả cờ lắc chắc chắn là phải ra sân rồi nhỉ, không ra sân không được, đúng không? Mang thêm cả EZZ cho chắc, nó lừa, để lừa nó còn DC thôi nhỉ. Kèo này vẫn là tung hàng nóng vào thôi anh em. Kèo này mình đánh trước mà, đúng không? Cứ an toàn đấy nha anh em nha. Không sức được nó à. An toàn đó là bạn đã giảm độ tuyệt vời đến từ vị trí của Clark. DC vào rồi. Nhịp này không mang DC vào thì nhịp nào mang DC vào nữa. Đúng anh nhỉ, cơ hội giết Versailles không mang vào nhịp này thì nó chết. Ôi Versailles thì đúng một đập đấy. Đúng một đập, đúng đập thứ hai. Tôi nói không với đập thứ hai nên nhỉ. Chúng ta phải xử con DC trước. Phải xử con DC trước nha anh em nhé.
vì chỉ ghi si nó mới có thể xử lý được con vơ sai mình thôi, chả con nào xử lý được vơ sai cả. Giáp đấm để giáp đi bụi ấy. Khó chịu nha. Hỏng rồi. Cửa lắc không có đam vào ông Ula mất khiên của nó đi. Quá rồi. Mình sai còn đến mức mạng mình nghèo. Là Wing cái chết thế là không. Là Wing cái chết thế này bao giờ không. Xích vào xong đấm nó. Nó không dám để Kula Athena lên đâu các bạn, đúng không? Để lên đấm phát là chết ngay ấy. Giờ xử xong phải xử xong là con Hisi rồi. Không xử con Hisi này thì gần như là chúng ta không có cơ hội chiến thắng rồi. Athena. Quá nhờ, mẹ mày. Từ 6 đấm lôi mồm ra ngay. Hay quá, Stun thì nó đéo phản được đòn anh em ạ. Trời, biết rồi. Cứ lắc không lên phun nộ kìa. Rồi ôi, quên mẹ mất nó còn hồi sinh anh em ạ. Thế thì vẫn hỏng rồi. Quanh đi quẩn lại thì vẫn hỏng thôi anh em ạ. Quanh đi quẩn lại thì vẫn hỏng thôi. Khó chịu thật. Ôi giời, hết. Chính thức là chúng ta surrender rồi anh em ạ. Mẹ à. Mẹ à, khó chịu quá. Đúng rồi anh em, quên mẹ mất nó còn một lần hồi sinh. Không một. Chúng ta cùng đến với game đấu số 2 nào. Thật sự là khó chịu. Bèng 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 luôn ạ. Bèng bèng bèng, không phải bèng bèng bèng. Ông này nhẽ phải bèng bèng bèng. Ông này bèng bèng bèng. Xem nào. Kèo độc chiêu thì Krauser có lẽ là con hàng mà chúng ta chú ý đến nhiều hơn ở game đấu này. Lấy Krauser đi. Mẹ chấp đối thủ vừa. Ôi nhường nó hai con tanh là Kasumi với cả Mari rồi nữa thì cũng mệt nhờ. Không lấy à? Hãy subscribe.
Khó rồi đây, không biết lấy cờ lão sư đúng hay sai nhỉ? Nếu mà lấy cờ lão sư sau thì cũng chết. Đúng không? Lấy cờ lão sư sau thì cũng chết. Rồi, đúng hay sai thì vào game chúng ta biết liền à? Đúng không? Bèng, bèng, bèng. Đối đầu với em Minzy Phá Kè. Phần và nét này mặc dù cái chất 14 nhưng mà nó cháy nghĩa gì đâu nhỉ, đúng không? Và nét của mình nó không ý nghĩa gì. Xem nó đấm cả nào. Ôi ôi, nó đấm cả ba thằng. Ba thằng cái này thì hỏng em rồi. Ôi, chết Terry rồi thì hết tẹo rồi anh em. Chết Terry rồi thì ai cứu nữa. Trời ơi. Chết Terry rồi thì ai cứu anh em. Không nghĩ vào đấy chết được Terry ạ. Không nghĩ quả đấy chết được Terry nữa mày. Ai cứu cái game này bây giờ? Ai cứu cái game này đây? Ai cứu cái game này đây anh em ơi? Ai cứu cái game này vậy? Ôi rồi ôi, ai cứu cái game này đây? Ôi rồi ôi, đừng ra ship nữa. Ôi rồi ôi. Nó chém cho hai quả red seed đái ra quần và đó là beng 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 đến từ server 85 đã phải khuất phục dưới tay của em Minzy Fake. Chấp luôn, vâng ạ, chấp luôn ba tư chất 14 với em Minzy nó cũng quá bình thường. À không, chính xác là chúng ta phải chấp đến 4 tư chất 14 trong tình huống vừa rồi vì Terry có tác dụng con mẹ gì đâu. 7 club, vâng ạ, 7 club đến từ server bao nhiêu đó mình không kịp nhìn. Có Owap, Sion, Metacool và Sun. Kèo này, kèo này mà Metacool à, Metacool bên này hồi máu. Khó chơi nhỉ. Ôm tanh đi các bạn. À, nếu cần ôm tanh đi các bạn. Ôm tanh, nói thế thì có thể ôm tanh đi các bạn. Tanh nó chắc bài. Đàm kia là đủ rồi nhỉ. Đàm kia là thừa. Đàm ố quát với Sion thì đã thừa. Bây giờ ôm tanh thì giờ chắc. Tỷ số đang là 1-1. Chúng ta sẽ cùng hướng đến game đấu số 2 nè. Bên kia có mỗi men nè. Men thì chọc và Sion chọc phát tái ra quần ngay ấy mà. Đái ra quần ngay, đái ra quần ngay. Đúng không? Người chơi hệ chọc ngoáy như thế này thì đái ra quần. Còn để men sau à? Men sau thì mình lừa chết mẹ thằng này bây giờ. Rồi xong rồi, mày học. Mày học rồi, các bạn học rồi. Tao bảo mày học là mày học rồi.
đi học quá rồi. Mày học là mày học quá rồi. Chết rồi, mình sai rồi. Mình đi qua mình đến đấm quân chết này. Tại sao mình nói như vậy? Mình đấm con chít thì nó mang cả được cả men, cả gì nhờ, cả men, cả sun bao. Mình ngu quá. Tự nhiên mình đi giết hai con đúng không? Mình chỉ nên giết một con trong cái nhịp vừa rồi thôi. Thì giết hai con là mình sai rồi. Giết hai con là mình sai rồi. Giết hai con là mình sai rồi. Hay quá nhỉ, mày chọc được con men quả rồi. Chọc được con men quả rồi. Men này, men ta cún này, men ta cún này, men ta cún, men ta cún này, men ta cún, men ta cún, men ta cún, men ta cún này. Thôi. Quýt đến từ Seven Club. Vâng ạ, rất nhanh chóng thôi. Em Benji đưa ra mệnh lệnh dành cho Seven Club và Seven Club đã thực hiện đúng như mệnh lệnh mà em Benji ra yêu cầu. Benji gọi là gì nhỉ? Bắt buộc cô trà đến từ Seven 50 với biểu tượng của Kim Soái Ca sẽ đối thủ tiếp theo. Mia Chang Clark Ca phẩy, vâng, vẫn phải Hotaru là hàng mẹ. Chính ra lấy Ca phẩy hợp lý thôi. Trò này thì đổi. À, mày lấy thế thì mày lại sai đấy. Mày hai tanh nhưng mày chết đấy. Mày không lấy down thì mày chết. Đúng không? Bắt buộc thằng này phải lấy down. Không, thằng này không lấy down thì thằng này chết. Thằng này không lấy down thằng này chết chặt. NGG cùng với đó là dâu sẽ là hai yếu tố quyết định game đấu này nha anh em nhé. Tại sao lại như vậy? Thì làm đéo thì còn con gì để tanh nữa đâu. Làm đéo thì còn con gì hiệu ứng nữa đâu. Mấy con tư chất 14 thì bỏ qua hết anh em, không ý nghĩa. Đúng không? Mình đã nói với các bạn rồi. Trong một game đấu với kèo tư chất 15 thì mấy con tư chất 14 này nó không bất có bất kỳ một cái ý nghĩa gì với chúng ta cả. Đúng không? Không có ý nghĩa gì nha anh em nhé. Mình pick trước. Vậy là nó đánh trước thì chúng ta để Mia lên đây hợp lý. Trang có lẽ vào nhịp sau. Trang vào nhịp sau thì mình nghĩ là nó hợp lý hơn. Và Trang vào nhịp sau thôi. Trang cho vào nhịp sau nhanh nhanh. Trang chưa cần vào nhịp đầu. Hay là đau vậy nhỉ? Đau rồi anh em. Đau rồi. Đau rồi. Ui ôi mẹ mày. Mất luôn cái nội tại. Sợ thật. Luôn nội tại. Đam to quá anh em. Đam to quá cũng khổ. Mày ăn ké quả này chưa mất nội tại anh em. Ôi nhưng vẫn mất rồi nhỉ. Ôi ôi mẹ mẹ bụi luôn rồi. Chấp hơi sâu ấy. Kèo này chấp hơi sâu đấy anh em ạ. Kèo này là kèo chấp hơi sâu rồi đấy. Mẹ. Kèo chấp hơi sâu rồi. Chấp
退休了。痛いよ。そらせんじゃないよ。始めるか。chấp hơi sâu rồi. Kéo đi là kéo, chấp hơi sâu rồi. Kéo này chấp hơi sâu rồi. Sukugen Ryu Hon. Na Chan. シャンコに行ってやる。始めるか。極限流を。行くぞ。燃やしてやるわよ。行くぞ。引きな。ソリア、作れ。やっ、取りゃ。起来、起来。Ôi ôi, may quá vẫn thở được anh em ạ. May quá vẫn thở được. Athena, cáu nhè. Chấm máu nhè.Chán hồi sinh phát nữa thì mới gánh được game này anh em ạ. Ôi, không hồi sinh, còn mẹ đang cờ lắc này. Cày quá, không hồi sinh anh em ơi, Hotaru đi bụi sớm quá.Biết cái địt mẹ thằng cờ lắc này cay thật má, nó giảm nộ liên tỏi mẹ, cứ thằng giáp nó giảm nộ mỗi lần nào chống được đúng không. Ừ, cay thật, nếu làm gì được nó. Cái nhịp này mình sai quá nhở, hay dùng trang trước đúng không. Cái nhịp mà mình dùng sai quá, nhẽ dùng trang trước đúng không, để nó mất nội tại xong dùng giáp sau. Nhưng để giết thằng cờ lắc này, mình giết thằng cờ lắc không được anh em ạ. Sai lầm của em bên gì, thật sự các bạn là như vậy. Nhưng đấu vừa rồi thật sự là mình sai lầm, sai lầm trong hai cái nhịp. Không nghĩ là mẹ Hotaru đánh vào Mia cái phản hết con mẹ mẹ người ấy luôn, như thế đánh nhẹ nhàng rồi anh em. Tự nhiên mất oan vào cái nội tại ấy, đúng không. Tonico đến từ server 68, tỷ số đang là 2-2. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu tiếp theo. Dốc đi xa bét và choi theo anh khó chịu thế. Kèo này thật sự các bạn là vẫn là kèo thua đấy anh em. Dốc rồi, kèo này trong ba con này mình lấy con nào này cũng thua, nhưng nó lấy hai con còn lại đúng không? Trang cao phẩy và dốc thì kiểu đéo nó cũng lấy hai con còn lại. Khó thế. Đúng không? Kiểu mày pick cái gì thì tạo pick hai con còn lại, rất khó đúng không? 1 vs 2 thì đéo được. Choi không thể cân đôi được cao phẩy với dốc, dốc cũng không thể cân đôi cao phẩy với choi. Đúng không? Kể cả cao phẩy không thể cân đôi choi với dốc được. Ê, nó khó chịu anh nhỉ. Nó nhức nách thật sự. Kiểu nhức nách đấy, đéo biết pick cái gì. Mẹ, gặp luôn 3 con đam, 4 con đam còn chấp nhận được. Đấy 3 đam. Ukari thì thật sự nó thiên về hiệu ứng nhiều, nhưng nó không phải đam thì thật khó đánh cái kèo này. Nó lại còn đánh trước cái gì. Rất khó để đánh cái kèo này. Đánh quá đây anh em ạ. Lady go. Nó đã sai lần cho quả này. Đánh đấm cái gì đây anh em ơi.
Không có pha fix chứ. Khó nhé, con mẹ nó. Chuyện gì nó đã áp lực rồi anh em ạ. Chưa gì nó đã áp lực thế này, đánh thế nào được. Chưa gì nó đã áp lực thế này thì đánh thế nào nổi. Ta phải choi đó là giải hết hiệu ứng à. Quá nhìn khó đánh quá anh em ơi. Bấu hết thế này vậy thằng ca phải đánh thật bị loi rom rồi anh em. Aげ ていくぜ。抵抗は無駄だ。避けるなよ。幻影発。決まったな。極限流王儀。ほらほら。ほら。ふわ。ふわ。ふわ。ふわ。ふわ。邪魔だな。熱風拳。おんげ。Đã phải hết ở tại đấy anh em, nhưng còn choi nữa cơ. Mẹ cáu thật đấy. Nhưng mà được cái cắt lún được vào thằng ca phải là nó rồi. Cô giải của người yêu đã đi xe yêu. Mọi người sẽ yêu đôi yêu. Đi cứ bỏ nó. Đi nè. あげていくぜ。抵抗は無駄だ。避けるなよ。邪魔だ。Mình lại quên mẹ mất tuyệt kỹ thằng Kukari lại chuyển luôn lún sang thằng khác nè. Hỏng rồi. Cô dạy của thằng yêu đã bị xin lũ. Chết mẹ rồi. Chịu thật. Nói chung là đéo cân đôi được. Đéo cân đôi đâu anh em ạ. Gặp choi với ca phẩy chế độ độc chiều nữa. Game 3 tành chịu chết. Tỷ số là 2-3. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu gì nhỉ? Số 6 là game đấu cuối cùng. Revenge đến từ server 73. Cơ hội cuối cùng dành cho AmiG có thể gỡ gạc lại một chút danh dự trong game đấu này. Gonit DC. Lấy Gonit gì nhỉ? Đúng không? Gió lốc Gonit kinh lắm này. Combo Maxima với cả DC ạ. Ra gì quá nhờ. Combo này thì cũng ra gì quá đấy. Combo cũng ra gì đấy. Bắt buộc nó phải lấy Maxima thôi. Đâu còn lựa chọn là nữa anh em. Bắt đầu lấy tanh nhé, Mizu, tam hệ Mizu nhờ. Cú nít phải vào rồi. Kỵ. Ôi thì phải đeo kỵ, à kỵ có EZZ nhờ. Vừa đủ tam hệ, đúng không anh ạ? Mà đánh như nào, cũng
kho đấy, nó đánh trước vẫn phải để Mizu đầu cùng với Maxima sẽ cho Mizu xuống nào. Giáp ôm bom đấy chứ, thêm cả thằng giáp nữa chứ. À, nó chưa dùng Maxima à? Nhưng mà gần như tắt thở rồi nhau. Vare no miu ni to kada. Thế mà không đủ đam để xử nó nhờ. Mẹ tiếc thế. Tiếc bằng chết anh em ạ. Tiếc bằng chết luôn. Vare no miu ni to kada. Tiếc quá anh em ơi, không giết được thằng giáp nhịp đầu. Giờ ăn combo Mizu bay màu. Giờ ăn combo thì chắc chắn là Mizu bay màu rồi. Đánh EZZ đi à, không đấy nhờ. Mizu chắc chắn là chết rồi các bạn. Bảo toàn được cái mạng sống kìa, của mẹ. Đủ mẹ nó khó chịu thật. Mẹ sao vậy? Cô ta đang hay nữa. さあ、神の。さあ、神の。バレの匂いで。ただ、この前に。うん、ノイサイレンのやつ、あれはいや。 Giời ơi, nó cũng sai lần đôi luôn. Giỏi là rồi. Sao mình phải để mây trờ giết nó, mây trờ có khiên nhanh nhàng nhá, đúng không? Thì giết con gì nhở, giết con DC đi thì cũng chỉ mất một lớp khiên thôi, không còn hai khiên nữa. Kéo gì? Bây giờ mới hết khiên đấy, đúng không? Bây giờ mới hết khiên đấy. Bây giờ mới hết khiên đấy. Mày trò vẫn chết thế. Chưa chết à? Chết con mẹ mày đi. Danh con. Thằng danh con này. Mẹ mày. Giờ thì ai cứu mày nữa. Giờ thì ai cứu mày. Giờ thì ai cứu mày nữa. Con mẹ nhà mày. Con mẹ nhà mày. Giờ thì ai cứu mày nữa. Náo nhồi à. Giờ thì ai cứu mày. Trời ơi, giết mây
chờ à? Được, mày giết Major là mày cũng giỏi rồi, là mày cũng bản lĩnh rồi. Con mẹ mày, con mẹ mày đấy. Mày vô nít đang chuẩn bị vã vào mồm nó thì may mà cho nó là nó quyết trong game đấu vừa rồi đúng không? Tỷ số cuối cùng là 3-0 dành cho Amin Zifake. Một trong những clip nó vô cùng khó khăn, theo mình nghĩ là như vậy. Nó rất khó khăn đấy, khó khăn nhiều yếu tố đấy. Và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nhá. Đừng quên nhấn like, subscribe của trang Amin Zi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you và bye bye.